Chú đó, con lấy giấy tao thôi. Nghe, chú rồi. Hai ông kia vô xoay. Cũng lớn nữa chứ. Quay tôi cái kìa. Hello. Đi đâu anh chạy? Đi nước ngoài. Anh quay ăn hả anh bán? Đi cho thép để mình nghe có 50 hả? Ừ, cái này có 50 tóc chứ không đồng. Đoàn 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 bên kia
Có số quá nhiều quá trời. Này xe xe điện mà bà con người ta bây giờ có xe điện nữa mà. Việt Nam Cộng Hòa. Ủa sao Việt Nam Cộng Hòa đó? Đó, để Việt Nam qua hòa nào có hải quân quần đảo Hải Tạng ở nó có tên chữ Pháp nè Archipelago Tiyat viết tầm bảy tầm bả tầm bảy để tia gáp chứ không phải tia gáp chữ e rồi chứ không phải chữ chữ d viết kiểu này là người ta cười chết luôn nè cái này sai một chữ nè cái này cũng sai nè là sao mấy ông cái này bị bể nè mấy ông làm lại mấy ông viết sai nè người ta viết người ta cũng phải đàng hoàng tử tế. Quần đảo Hải Tạc gồm có các đảo sao, hòn kèo, ngựa, hòn kèo ngựa, hòn kiếm vàng, hòn tre lớn, hòn tre quy, hòn rông, hòn chơ rơ, hòn đước. Hòn Bờ Đập, hòn Đồi Mồi, quần đảo trực thuộc tỉnh Kiên Giang, phái bộ quân sự thị sát và nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 26 tháng 7 năm 1958 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam. Cột mốc này là cột mốc vậy là cái cột mốc này của Việt Nam Cộng Hòa làm hôm nay ra cũng coi nhau đấy mà không cũng to dính tôi là tính tiền hả nha. Ờ đúng rồi đó, 10.000 một kiểu đó. Đó. Quay thì cũng tính 10.000 thôi. Gió quá.
trời trời. Vô nhà chơi mới được. Vô nhà đó chơi. Ở đây nó có cái chỗ này á. Có lên. Oh, yeah.